Kè viếng thăm nhà mình các bạn ơi. Thì ngày nào nó tặng thăm. Nhưng mà hôm nay nó bị đứt đuôi thì phải. Cái Sao nó lại bị đứt đuôi nhỉ? màu nó nhạt đi thì nó đứt đuôi chứ. Mẹ chả hiểu gì đâu. Cứ thấy con tắc kè nào là đứt Đi, đuôi, đứt đuôi. Nó cắn một mối kìa, Để im lặng. Đây, con mối đây. Khách khép cửa lại khách. Khép cửa lại. Để cho mối nó không vào. Đâu rồi, thế còn một con tắc kè con của nó đâu ta? Thì nó không phải, nó lại có đằng sau nhà thờ. Hả? Nó bò, hôm qua nó bò đằng sau cửa sổ từ bếp á. Này đôi. Nó lên nhà nó. Đây là cái ngôi nhà của nó đấy các bạn. Nhà mình là chuyên nuôi tắc kè. Ngày nào cũng có tắc kè đến thăm. Đấy là ngôi nhà của nó, là ở dưới cái mái ngói đó các bạn. Đó, còn tắc kè đừng các bạn đừng có bao giờ giết tắc kè nhá, tại vì nó ăn những con muỗi. Ăn những cái con nó ăn những con muỗi với ăn những con kiến mà nó bò lên nhà mình đó. Đó. Nếu mà các bạn cũng yêu động vật như mình thì đăng ký kênh cho mình nhé. Đó các bạn, nó đang nhai đấy. Nó vừa bắt được một con muỗi và nó đang nhai đó các bạn. Đây, quay cận cho các bạn coi này. Nó rất là hiền luôn các bạn, con tắc kè nó rất là hiền luôn. Đó, lâu lâu nó kêu tắc kè nghe cũng vui tai. Ở quê thì có tắc kè kêu vậy cho nó đỡ buồn đó các bạn. Đó, nó đang sợ nhìn con mồi đấy. Nó đang ngắm nhìn con mồi đấy. Là nó có con mồi là nó há miệng to lên là nó đớp một cái. Đấy. Đang trở về với nhà. Đây là ngôi nhà của tắc kè đó các bạn. Nó có một đứa con nữa đấy, nhưng mà đứa con của nó hôm nay đi đâu rồi? Không, nó còn ở trong nhà mà. Con tắc kè con ấy. Hết. Ba mẹ nấu rồi thì con có lửa chứ. Con không được kìa. Ăn xong vô thì cô con cũng sẽ đồ nha. Bây giờ tưới cho tài đây ba. Đấy, con tắc kè. Thank you.